Đây là mộ cô Long Hải các bạn ơi. Ấy mình đang từ Long Hải mình qua, giờ mình đi dạo bên đây nha các bạn. Đó các bạn thấy biển vắng không các bạn? Không có bóng người lắm. Đây. Có những cái người bán hàng thôi, còn ngoài ra những người du lịch không thấy đâu các bạn. Gió dữ lắm các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Đây là sóng biển và gió rất là lớn luôn các bạn. Và nắng nữa, cho nên mình bắt buộc mình phải đeo tai nghe để cái tiếng nói mình nó thâu vô được nha các bạn, chứ không thì không nghe được cả. Đó, đây là quang cảnh của biển Mộ Cô nè các bạn. Ở đây thì đá ngầm nhiều lắm, cho nên là mình chỉ có ngồi trên công viên biển thôi, chứ còn đây có cái bảng cấm tắm nha các bạn. Tại định thấy ở dưới này là đá ngầm nhiều lắm nè các bạn. Chú ý khu vực đá ngầm, nước sấy, không nên tắm biển. Đây có cái đường đi xuống nè các bạn ơi. Đâu mình đi xuống dưới đây mình quay cho các bạn xem nha. Nói chung là chỗ này có cái bảng thông báo cũng rất là nguy hiểm nha các bạn. Đó, mình chỉ đứng đây quay cho các bạn thôi chứ cũng không dám đi xa hơn. Ồ, đằng kia có anh kia, anh đang câu cá nè. Ồ, lâu lâu mới được thấy anh cần thủ. Ồ, sóng nước ghê không các bạn? Đây đá ngầm không à các bạn ơi, cho nên là nhiều lúc người ta khuyến khích chỉ là không nên tắm biển ở đây, bởi vì đá ngầm không à. Đó các bạn thấy không, đây ở đằng kia có cái núi đẹp quá các bạn ha. Đó, đây có hai cần thủ đang câu cá các bạn ơi. Biển đây nó đẹp nhưng mà đá ngầm không các bạn. Nói chung nhìn biển cũng thích ghê các bạn. Nước biển trong ghê luôn. Bây giờ mình đi lên các bạn ơi. Đi lên mình xem cái bịch ghẹ nãy mình mới mua coi nó ra làm sao rồi. Trời ơi, bịch ghẹ này chắc ăn khỏi ăn cơm luôn các bạn ơi. Biết ngon lành gì không nhưng mà mình thấy nó còn nhảy đạch luôn. Các bạn đi chơi thì các bạn nhớ mua ghẹ còn sống nha các bạn. Nói chung là chỉ cần sống là ăn được, còn nó chết là nó nhiều khi ba nó ướp ba cái hàng the gì vậy, mình ăn mình dễ bệnh lắm. Hồi nãy các bà kia bà đòi bán mình ba thao tôm tích mà 100.000 nhưng mình không mua, tại vì mấy con đó nó đã chết lâu lắm rồi, với lại nó ướp ba cái hàng the, mấy cái hóa chất mà bảo quản các bạn, mình ăn mình sẽ bị bệnh. Còn cái ghẹ này thì nó tươi sống luôn, mặc dù chất lượng như loại 1 thì chắc không bằng đâu, nhưng mà mình đi chơi thì ăn nhẹ nhẹ cũng được. Đó, mình mua 2 kg nha các bạn. Ok rồi, sau một chuyến đi nãy giờ đi từ ở biển
Long Hải, Vinco. Bây giờ mình đang ngồi ở trên một cái bờ kè của cái biển gọi là biển Mồ Cô các bạn. Thì các bạn thấy sau lưng mình là một cái bờ biển rất là đẹp không các bạn, gió rất là mát luôn. Nhưng mà người đi du lịch thì hôm nay cũng cuối tuần mà cũng thấy hơi vắng các bạn ơi. Chắc có lẽ là do ảnh hưởng của mùa dịch đó các bạn. Thôi vì video tới đây định xin kết thúc nha các bạn nhé. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào những video sau của mình. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.